sự nói gì thì nói, em ở một tâm thế là một diễn viên cũng trẻ, em luôn luôn muốn là sẽ có những cái cơ hội, những cái dạng vai để mình biến hóa, mình tìm hiểu chính về bản thân mình có thể lột xác được như thế nào, mình có thể xuất hiện đa dạng ra sao, hoặc là mình càng có cơ hội làm việc với nhiều tên tuổi mà em nghĩ là sẽ cho mình được thêm cái kỹ năng ở trong nghề nghiệp, và mình tiếp cận được càng nhiều khán giả thì em sẽ càng cảm thấy là trung quý những điều đó. Đến khi mà mọi người casting chắc ở đó hình như cũng cần gần 2 năm mà vẫn chưa có tìm được nhân vật Mai, thì theo lời của một người chị sẽ xuất thì mọi người cũng có đề xuất em để lên casting. Em đến thì em gặp anh Thành nó cũng rất là nhẹ nhàng, trong buổi chiều hai anh em hẹn nhau ngồi cà phê xong rồi em chỉ nghe anh nói ừ anh sẽ có dự án như vậy, không biết em có hứng thú hay không, và anh mời em đến buổi casting. Cái ngày mà em đến casting thì thật sự nó là một cái buổi không 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 em nghĩ là không bao giờ quên ở trong cái sự nghiệp diễn xuất của mình. Em đến thì em không được cầm kịch bản, em chỉ nghe anh kể vừa về một vài phân đoạn thôi, và nó làm em cảm thấy là cái người đạo diễn này á sẽ luôn luôn có những cái thử thách cho cái diễn viên đến ở đó. Câu chuyện sẽ không được biết trước, thoại bạn phải tự nghĩ ra, mang cái tính ứng biến rất là cao. Và sau khi em thử thách coi được khoảng tầm 3 cái sự kiện trong phim vậy, thì sau khoảng tầm 20 phút thì anh Thành nói là anh Thành không, Mai đây được chọn luôn. Và em cũng hoàn toàn bị ngỡ ngàng, em chưa biết như thế nào hết trơn. Lần đầu hợp tác với mọi người đến mà được nhận vai ngay trong một buổi chiều như vậy luôn. Em bị bất ngờ và nó làm em cảm thấy ồ nãy giờ mình đang đang như thế nào vậy, chưa kịp định thần lại. Thì nó là kỷ niệm rất là đáng nhớ trong sự nghiệp của em.